Tại siêu thị Tứ Sơn, thành phố Châu Đốc, không khí Tết đã tràn ngập siêu thị qua lượng hàng chuẩn bị cho dịp Tết Bính Thân 2016. Nhằm góp phần ổn định giá cả thị trường cuối năm, Tứ Sơn cũng đã chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu trị giá gần 50 tỷ đồng phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, trong đó ưu tiên các mặt hàng sản xuất trong nước. Hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ từ các nhà cung cấp, sản xuất có thương hiệu và uy tín tốt trên thị trường. Đơn vị đã ký hợp đồng với các nhà cung cấp hàng hóa và triển khai xong việc dự trữ sản phẩm. So với mọi năm, năm nay các nhà cung ứng chuẩn bị tích cực hơn, chào hàng Tết sớm hơn và đặc biệt là giá vẫn ổn định. Ngoài chuẩn bị nguồn hàng Việt Nam chất lượng cao phục vụ thị trường Tết, siêu thị Tứ Sơn còn tổ chức nhiều đợt đưa hàng Việt về nông thôn ở các huyện thị. Một trong những thuận lợi đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh năm nay là do kỳ nghỉ Tết Bính Thân 2016 kéo dài đến 9 ngày và chính phủ cũng điều chỉnh tăng lương tối thiểu cho người lao động kể từ tháng 1 năm 2016. Do đó dự kiến sức mua sắm Tết năm nay sẽ tăng hơn năm trước. Dự kiến sức mua năm nay cũng sẽ tăng dao động từ 15-20%. Thì đối với siêu thị Tứ Sơn thì năm nay về chuẩn bị cho hàng hóa Tết thì dự kiến là từ 45-50 tỷ, và chúng tôi chia phân kỳ ra từng đợt và bắt đầu qua tháng 1 là thời điểm chúng tôi sẽ nhập hàng và một cách ồ ạt nhất để mà đáp ứng cho nhu cầu Tết. Nhưng mà chúng tôi tin tưởng là một điều là sức mua nó tăng nhưng mà giá cả nó sẽ không biến động, chỉ trừ có một số như mặt hàng nó mang tính chất cục bộ thì nó có tăng nhưng mà nó sẽ không làm ảnh hưởng cái tâm lý quan ngại của người dân mà mua sắm vào những dịp Tết, và tôi tin tưởng là thị trường An Giang năm nay sẽ ổn định rất là tốt. Theo Sở Công Thương, dự kiến sức mua dịp Tết năm nay sẽ tăng 30% so với những tháng thường. Bên cạnh việc triển khai chương trình bình ổn, Sở phối hợp với các ngành cũng đang tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá đột biến